Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay em quay một số đôi chim non âm. Trước khi quay chim âm ấy thì em quay hai con khách của nhà em đấy. Khách này giá rẻ, 1,2 triệu một con, chuyển khoản gửi xe đây. Chim rất là thuần, con này con trống 100% nhá. Cho mái vào đạp rồi, thử hết rồi đấy. Anh em nào có nhu cầu để mua chim gáy khách thì liên hệ em nhá. Số điện thoại em để trên màn hình, có Zalo nhá. Nhà em ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Ở đâu có xe đi qua là gửi hết. Đấy. Đây con khách này, con đầu tiên nhá, con này không có số đâu, con này con gọi là con chim thuần đi, thuần. Thuần lắm, con này thuần lắm. Đấy. Tiếp theo em sẽ quay con thứ hai nhá. Đây là con thứ hai nhá, con này ở lồng số 7 này. Giá 1,2 triệu nhá. Anh em nào về nuôi để nghe gáy thì quá ok, hoặc là ghép đẻ cũng được. Hai con đồng giá, anh em thích bắt con nào bắt. Hiện tại giờ chỉ có hai con thôi, còn mấy con kia nó chưa căng lắm. Đợt này hết chim. Đấy. Bảo hành trống nhá, bảo hành trống trọn đời nhá. Bảo hành thật lỗi 15 ngày đi, người ta bảo hành 7 ngày, em bảo hành 15 ngày đi. Cho nó thoải mái. Đấy. Lỗi 1 đổi 1. Rồi bây giờ em sẽ quay cái mấy cặp chim non âm nhá. Tí nữa em sẽ quay những cái đôi bố mẹ để mọi người nghe được cái tiếng gáy. Thì chim bố mẹ thì em chim chống âm thì em mới ghép mấy con mái âm thì mới nó mới ra được con non âm. Non thì bây giờ em ra được khá là nhiều rồi, nhưng mà em bán những cái lứa mà nó đang biết mổ thôi nhá, mới biết mổ thôi nhá. Đây này, non âm à, đây là mấy con lỗi của em. Đây là chim âm này, từ đây ra là chim âm. Đấy, có con bắt đầu là mọc cườm rồi, nhưng mà cái lứa này em không bán đâu, nếu mà bán thì nó giá sẽ cao hơn. Đây âm hết này. Đấy. Đây chim âm hết rồi, đây chuồng này nữa. Đây nữa. Đây những cái đôi này em bán, những cái đôi này em bán đánh dấu hết đây. Đôi nào vào đôi đấy. Ví dụ con này là xích chân trái dây xanh dương. Đấy, với lại con trong kia là xích chân trái xanh dương. Đấy. Con này xích chân đen. Con xích chân vàng, con màu xanh lá cây. Đấy. Những cái cặp như này thì là 1,5 triệu nhá. Ít nữa em sẽ quay cái con bố mẹ, những cái giọng của những con bố mẹ. Cơ bản thì nó chim âm thì mọi người cứ hiểu nôm na, nó mọi người như mọi người hay tìm ấy, gọi là thổ đồng ấy, thì em không biết giải thích như thế nào gì để cho mọi người hiểu cả. Nhiều người để bảo là giọng này giọng kia, nó nhiều loại lắm, nhiều thể loại lắm, khó phân biệt. Cứ gọi là chim âm đi, hiểu nôm na nó là thổ đồng ấy. Đấy. Em còn chẳng biết thổ đồng nó như thế nào, nhưng mà cứ hiểu nôm na là như vậy. Giọng này là giọng chim nó âm, nó nghe nó êm phê hơn. Nếu mà nghe trong nhà thì tuyệt vời, ngoài trời nó cũng hay. Đấy, đấy, những cái cặp như này là 1,500,000 một đôi nguyên tổ nhá. Đấy. Những con chim âm. Bây giờ em sẽ sang quay những cặp bố mẹ nhá. Đây bố mẹ nó ở bên này. Đối với những cái loại chim thường ấy, chim bình dân ấy thì đôi non nó chỉ 300-350 thôi mọi người ạ. Nhưng mà cái dòng chim âm này nó đắt hơn. Đấy, như cặp này này, em vẫn chưa đánh dấu theo cặp. Số gì thì em chưa đánh dấu, nhưng mà mọi người thì cứ nghe được tiếng gáy, em cũng chọn lọc hết. Mới đầu em tuyển những một số con về để ghép làm giống ấy. Đấy, như đây là con trống ấy. Cặp này đang sinh sản rất là tốt. Nhưng cặp này là em mua một cặp chim non bé tí là 2,9 triệu luôn đấy, chứ không phải là 1,5 triệu như bây giờ em bán đâu.
Đây, cặp bên cạnh con gáy này. Con kia là không phải nhá, con kia là con lối của em. Đấy. Mã thì rất là đẹp mọi người ạ, chim này ấy. Con này em vừa cắt cánh nó đánh mái mạnh quá. Cắt một ít cánh đi rồi là im. Vùng mạnh quá mới lại ở trong này nó đổ lấy nét của điện thoại nó không được tốt mọi người ạ. Em quay cái đôi này nhá. Đây mã của nó như thế này, rất là đẹp luôn. Đấy. Còn to hơn là con mái. Con này con mái này. Con trống lại bé hơn mọi người ạ. Cú cú. Cái giọng của nó này. Nghe giọng của nó thôi. Đấy. Mình quay cặp khác xem nó còn gáy không nhá. Nói chung thì mỗi cặp thì nó vẫn giọng nó hơi khác nhau một tí nhưng mà chung chung nó vẫn có âm mọi người ạ. Cúc cu. Cúc cu. Đấy, con này. Con lụa là con trống này, con mái đây. Con trống nó âm, con mái âm nhá, không phải là em ghép con mái thường đâu. Đấy, cặp âm thì ghép vào cặp âm. Chim bố mẹ nó là như thế, đấy nó gọi là chim âm. Nói chung là tiếng nó ồm hơn mới lại nghe nó vang vọng hơn. Cú cú. Cú cú. Đấy, thêm cặp nữa em chỉ có 5 6 cặp thôi. Nói chung thì đấy cái đây là cái con chim non này. Con non của nó này. Con này tơ đang tập gáy. Đây là cái lứa đàn anh của những cái con mà lúc nãy em vừa quay ấy. Những cái cặp chim non đấy là lứa sau, còn lứa này là lứa trước. Lứa này chắc đẻ trước Tết một tí hay sao ấy. Cú cú cú. Để chờ xem nó có chim non này nó gáy thì em quay coi con chim non này nhá. Đấy, đây cũng là một cặp bố mẹ nữa nha. Đấy, anh chị nào mà muốn mua chim âm ấy thì liên lạc với em và tôi muốn mua một đôi chim âm. Đấy. Thì em biết ngay là cái dòng của nó là dòng như thế này. Đây là con tơ này mọi người. Đây con tơ của nó này mới ra cườm đủ cườm này. Đấy. Đấy âm của nó là như vậy. Đây là con của cái con mà em vừa quay nhá. Đấy. Đàn anh của những mấy cặp chim non ở bên kia đấy. Em lúc nãy quay đấy. Đây là đàn anh. Đấy, âm của nó như thế. Nói chung là âm nó dạng khá đạt mọi người. Bố mẹ như thế nào. Con ra như thế. Có khi còn thậm chí còn hơn. Cú cú. Con này gáy hay này. Nhưng mà em chưa quay được con này. Đấy. Cái con này là cái con đàn anh của cái lứa mà trước đầu video em quay ấy. Cườm còn chưa ra đủ hết nhá. Mọi người xem này. Âm giọng nó như thế. Dòng chim này ấy, nhìn hình thức bên ngoài mẫu mã thì nó như giống y hệt như chim chim cỏ thôi. Gọi là dòng chim giá rẻ thôi. Cái này vẫn thuộc là dòng chim ta nhá mọi người. Nó không khác gì chim thường đâu. Cô gái Việt đấy. Không khác gì chim thường, chỉ khác mỗi chất âm thôi. Đấy, những con này nó chưa đủ cườm này. Đó, giọng nó như vậy. À, anh chị em nào có nhu cầu mua loại này thì cái dòng âm này thì liên hệ với em nhé. Giá thị trường bây giờ hiện tại người ta đang bán là từ 1,5 triệu đến khoảng 3 triệu 4 triệu vẫn có nhá. Mà em bán đồng giá là 1,5 triệu đi cho mọi người dễ chơi. Đấy. Trước em mua toàn 2,5 triệu một cặp ạ. À, nhưng con trống này em mua cặp này là em mua lúc còn bé tí còn chưa biết mổ nhá. Chưa biết mổ này, để em quay cho mọi người xem. Chưa biết mổ là 2,9 triệu này. Vậy em bón. Đấy, con trống này. Nhưng mà đợt đấy em mua thì trúng 2 em trống. Một cặp là trúng 2 em trống. Đấy, con trống ở bên ngoài đấy, bên tay trái đấy. Đấy, cặp này riêng em mua năm ngoái là 2,9 triệu đỏ hỏn nhá.
anh chị nào có nhu cầu mua cái loại này thì liên hệ em nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.